Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quyền Cung Cao Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Từ Tôn Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Con Thơ. Kính thưa cùng quý nam nữ Phật tử, huynh đệ gần xa kính mến, toàn cả nhân loại còn đang trầm luân nơi cõi trần này đều là con cái thương yêu của Đức Chí Tôn và Đức Diêu Trì Phật Mẫu. Các đấng đã cho chúng sanh đầu kiếp xuống trần để lo tu học và lập công, nay hạ ngương hầu mãn Đức Chí Tôn và Đức Diêu Trì Phật Mẫu, muốn đem đủ các con về hội hiệp cùng cha mẹ Đức Chí Tôn đại ân xá để độ cho cả nhân sanh. Đức Diêu Trì Phật Mẫu tận dụng tất cả hình thức giáo hóa cứu độ tất cả các con của mẹ, đem về cõi thiên liêng để cho Đức Chí Tôn định vị. Vì lòng quá thương yêu các con, Đức Diêu Trì Phật Mẫu biết bao nhiêu lần giáng cơ ban thánh giáo, dạy dỗ khuyên nhủ các con và tỏ bày tình thương bao la của Đấng Đại Từ Mẫu. Mẹ hết sức đau lòng khi thấy các con còn đắm mê trần tục, và mẹ hằng mong mỗi các con sớm tỉnh ngộ tu hành để được quay về với cha mẹ. Hôm nay đạo tràng Nữ Bà Tây A, đường 24 Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Nguyễn Thị Lan, pháp danh Diệu Đức. Kính thưa quý hiền sĩ bốn phương, pháp giới cao xa bởi diệu quyền, danh lành cây đức cả thiên liêng, thanh thao đạo lý nhờ mẹ độ. Lễ tuôn vì thế thảm sầu riêng, nay tôi xin mạn phép đọc lại quyển kinh khuyên đời tu niệm, lời giới thiệu của người lãnh đạo kim thiền Hoàng Mẫu, tỉnh Hòa Công, quận Hòa Đồng, đường Hạnh Nhất, ấp Tân Hạnh Thị. Tôi xin phát nguyện đọc quyển kinh trọn bộ khuyên đời tu niệm để cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh, cầu cho quốc thới dân an, vạn dân bá tánh thái bình an lạc, và cầu nguyện cho củ quyền thất tổ về chân thiên khỏi Phật. Nên hôm nay củ duyên hai em tôi là Nguyễn Hữu Phước, vợ Dương Thị Mỹ Châu, thành tâm ấn tống quyển kinh trọn bộ khuyên đời tu niệm, cùng với em Ngô Thành Long tự mười nhỏ thành tâm góp phần công đức đời. Mong rằng quý vị hiền sĩ Phật tử huynh đệ gần xa đón nhận bộ kinh khuyên đời tu niệm này như một món quà trên bước đường tu nhân học đạo. Tôi nguyện đem công đức này xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh trọn thành Phật đạo. Trong khi hòa âm phối khí những lời văn có điều chi sai sót, xin quý vị hiền sĩ Phật tử huynh đệ niệm tình hoan hỷ. Vì tôi là một Phật tử đã thành tâm đọc lại quyển kinh khuyên đời tu niệm này. Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Con Thơ. Nam mô A Di Đà Phật.